chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE trên các ngành kinh tế quan trọng mà hai nước có thế mạnh. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tỉnh Quảng Trị vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, nằm trong top đầu của miền Trung. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản của ngư dân Việt Nam để hướng tới nghề cá bền vững. Sau đây là thông tin chi tiết. Đoàn công tác do Bộ Công Thương mới đây đã tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, trao đổi với các bộ ngành, các tập đoàn kinh tế hàng đầu tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Các cuộc làm việc nhằm thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững trên các ngành kinh tế quan trọng mà hai nước có thế mạnh, cùng quan tâm. Tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Suhan Mohammed Al-Maroui, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ưu tiên cung ứng xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan đến ngành hóa dầu cho Việt Nam, đồng thời xem xét ký lại bản ghi nhớ hợp tác năng lượng giữa hai nước ký năm 2019. Bộ trưởng Suhan Mohammed Al-Maroui khẳng định các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất coi Việt Nam là đối tác quan trọng, sẵn sàng cung ứng dầu thô, xăng cho Việt Nam. Thúc đẩy để tiến hành đàm phán ký kết hiệp định thương mại tự do FTA giữa hai nước là nội dung chính trong cuộc trao đổi giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên với Quốc vụ Khanh phụ trách kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Abdullah Al-Saleh. Hai bên đã thống nhất sẽ cùng phối hợp để sớm tiến hành các thủ tục cần thiết tiến tới việc đàm phán về FTA nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương đi vào thực chất. DP World, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về vận tải kho vận, cũng đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về sáng kiến hộ chiếu logistics thế giới nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giữa các bên. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã gặp gỡ, trao đổi với Quốc vụ Khanh Bộ Công nghiệp và Công nghệ cao, Quốc vụ Khanh phụ trách đối ngoại, các tập đoàn bán lẻ hàng đầu và đại diện cơ quan cấp giấy chứng nhận Hà Lan của nước chủ nhà. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Châu Phi. Qua các cuộc gặp gỡ sẽ tạo cơ sở để hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế trong thời gian tới. Nguyễn Tuấn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong lộ trình phát triển nền kinh tế tuần hoàn, Ủy ban châu Âu EC mới đây đã đề xuất áp dụng một số quy định sinh thái mới đối với hàng dệt may tiêu thụ tại thị trường châu Âu. Những quy định này nằm trong chiến lược của Liên minh châu Âu về hàng dệt may bền vững và tuần hoàn tầm nhìn 2030. Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, quy định sinh thái của Liên minh châu Âu vốn được áp dụng cho các sản phẩm liên quan đến năng lượng, nay sẽ mở rộng sang hàng điện tử, dệt may, đồ nội thất, đệm và lốp xe, nhằm chấm dứt mô hình kinh doanh, công nghệ và thời trang với các sản phẩm có vòng đời ngắn ở châu Âu. Quy định mới yêu cầu hàng dệt may vào thị trường châu Âu phải có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và sửa chữa được. Để đạt được tiêu chuẩn này, nhà sản xuất phải sử dụng sợi tái chế, không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường. Khi hàng dệt may không còn sử dụng được, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm thu hồi và tái chế, hạn chế tối đa việc đốt và chôn lấp các sản phẩm. Tất cả những thông tin trên phải được nhà sản xuất cung cấp cho người tiêu dùng thông qua việc gắn hộ chiếu kỹ thuật số cho từng sản phẩm. Quy định sinh thái của Liên minh châu Âu cũng kêu gọi các công ty thời trang giảm số lượng bộ sưu tập mỗi năm. Đề xuất của Ủy ban châu Âu về các tiêu chuẩn sinh thái áp dụng cho nhiều loại hàng hóa, trong đó có hàng dệt may, phản ánh phần nào xu thế tiêu dùng xanh của thị trường châu Âu. Đây là những thông tin mà các hãng thời trang, những doanh nghiệp may mặc làm ăn ở thị trường châu Âu, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam, cần sớm cập nhật. Thế Dũng, phóng viên thường trú Truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Từ 0 giờ hôm nay mùng 1 tháng 4, mỗi lít xăng được điều chỉnh giảm hơn 1.000 đồng, trong khi các loại dầu thì tăng từ 500 đến hơn 1.500 đồng, thông tin từ Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm về 27.039 đồng một lít, xăng RON 95 là 28.153 đồng một lít. Với giá dầu thì tăng mạnh nhất là dầu hỏa, tăng hơn 1.500 đồng lên 23.760 đồng một lít. Dầu diesel lên 25.080 đồng một lít, còn dầu mazut là 20.929 đồng một lít một cân. Giá xăng dầu lần này được giảm thuế bảo vệ môi trường theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 700 đến 2.000 đồng một lít.
nhưng do giá thế giới, nhất là các loại dầu tăng cao, liên bộ buộc phải sử dụng kết hợp quỹ bình ổn giá ở mức hợp lý để giảm giá xăng và hạn chế mức tăng của giá dầu so với giá thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Hà Nội tiếp tục tăng. Cụ thể, CPI tháng 3 này tăng 0,91% so với tháng trước và tăng 3,21% so với cùng kỳ năm ngoái, thông tin từ Cục Thống kê Hà Nội. Tháng này có tới 10 trên 11 nhóm hàng có chỉ số CPI tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng 4,52%, chủ yếu do giá xăng dầu tăng cao. Tính chung trong quý 1 năm nay, một số nhóm hàng có chỉ số CPI bình quân tăng cao bao gồm nhóm giao thông, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, đồ uống và thuốc lá, hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Tại tỉnh Quảng Trị, dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng Quảng Trị vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5%, nằm trong top đầu của miền Trung. Với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, nhiều cách làm đột phá đang được tỉnh Quảng Trị triển khai. Nhiều dự án mới đang đến đầu tư tại đây đã tạo nên một bức tranh sinh động trong phát triển kinh tế của tỉnh miền Trung này. Tập đoàn TNT Group được xem là nhà đầu tư lớn đầu tư tại Quảng Trị. Trong những năm trở lại đây, với hai dự án đã khởi công và xây dựng, đó là dự án khu dịch vụ du lịch Gió Hải, huyện Gio Linh và dự án trung tâm điện khí LNG Hải Lăng có tổng mức đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng. Làm cái tỉnh điểm đầu của cái hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối giữa Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar, thì với cái vị trí chiến lược đấy thì nó sẽ tạo ra được rất nhiều cái giá trị về lợi thế trong phát triển kinh tế thương mại. Để thu hút nhiều nhà đầu tư, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Liên đoàn Sản xuất Singapore lập đề án quy hoạch tỉnh và 28 đồ án quy hoạch các ngành, lĩnh vực. Quảng Trị đang từng bước đẩy mạnh và cải thiện môi trường đầu tư, tìm mọi cơ hội để xúc tiến đầu tư. Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng nhiều ấn phẩm quảng bá đầu tư và tiến hành quảng bá trên nhiều kênh truyền thông khác nhau. Quảng Trị là một trong 11 địa phương có thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới ngắn nhất và là một trong 8 địa phương có thời gian điều chỉnh thông tin đăng ký kinh doanh ngắn nhất của cả nước. Chúng tôi xây dựng những cái chiến lược và những kế hoạch để mời chào những nhà đầu tư đến với Quảng Trị, như xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng khu vực miền Trung là một hướng đi có tính chiến lược và có tính đột phá trong thời gian đến. Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tỉnh Quảng Trị đang trở thành vùng đất an toàn để các nhà đầu tư yên tâm trên con đường đồng hành cùng tỉnh. Một thông tin tích cực đối với các doanh nghiệp và người lao động. Từ hôm nay, mùng 1 tháng 4, các doanh nghiệp được tăng thời giờ làm việc, làm thêm từ 200 lên 300 giờ một năm và từ 40 lên 60 giờ một tháng. Thời giờ làm thêm này sẽ giúp các doanh nghiệp linh hoạt hơn trong sản xuất. Người lao động cũng có điều kiện tăng thêm thu nhập trên cơ sở đảm bảo quyền lợi và sức khỏe. Chị Thu đã đứng máy hơn 10 năm. Nói đến cơ khí, người ta vẫn liên tưởng đến điều kiện làm việc vất vả, nhưng giờ đây máy móc đã thay thế hết các công đoạn nặng nhọc, nên có phải làm thêm giờ với chị Thu cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên là làm thêm giờ thì nó cũng phải mệt hơn rồi, nhưng mà nó đảm bảo cho cái thu nhập của mình cũng tham gia làm thêm giờ, nó vừa với sức khỏe của tôi. Tăng giờ làm thêm cũng đồng nghĩa là thu nhập hàng tháng của người lao động sẽ cao hơn. Nhưng thực tế không phải ngày nào doanh nghiệp cũng tổ chức làm thêm giờ. Chỉ khi có các đơn hàng gấp và giải quyết tạm thời tình trạng thiếu lao động do khó tuyển dụng thì mới thông báo tăng ca từ 1 đến 2 giờ một ngày. Cũng không hoàn toàn là làm thêm được mãi. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp của chúng tôi cũng sẽ xem xét trên điều kiện làm việc của lao động, cũng như là sắp xếp các thời gian nghỉ bù. Với các lao động thì không thể ai cũng hoàn toàn có thể làm liền đủ tì 12 tiếng một ngày được. Thì chúng tôi cũng có những cái giới hạn cho người lao động. Trên thực tế, rất ít doanh nghiệp tận dụng tối đa giờ làm thêm bởi chi phí tiền công cao hơn mà năng suất lao động khi tăng ca lại không thể bằng giờ làm chính. Để tránh trường hợp phải đổi giữa thu nhập và sức khỏe trong quá trình áp dụng, các cơ quan chuyên môn sẽ có đánh giá ảnh hưởng của việc tăng giờ làm thêm đối với sức khỏe, khả năng tái tạo sức lao động của công nhân. So với quy định của luật hiện hành là chúng ta đã tăng, và tôi cho rằng là có ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài của người lao động. Thế nhưng mà trong giai đoạn này thì chúng ta có thể hài hòa giữa vấn đề bảo vệ sức khỏe của người lao động lâu dài cũng như là phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay,
các doanh nghiệp đang tăng tốc khôi phục sản xuất. Việc nới thời giờ làm thêm đã đáp ứng yêu cầu mong mỏi của cả người sử dụng lao động và người lao động, tạo sự linh hoạt trong điều hành sản xuất của các doanh nghiệp. Ngày 31 tháng 3, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức hội nghị đối thoại lần thứ 220. Hội nghị nhằm phổ biến quy định của pháp luật và giải đáp các câu hỏi vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. Làm sao để bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi bị COVID-19 là một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất tại buổi đối thoại. Doanh nghiệp này sở hữu hai công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi làm hồ sơ cho người lao động hưởng chế độ khó khăn do COVID thì chỉ một công ty đã được giải quyết. Những thắc mắc này đã được giải đáp khi doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại với Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Nghị định 68 cho người mà tạm hoãn do COVID thì mình cũng đã làm hồ sơ. Tuy nhiên tới nay cũng chưa được giải quyết, nói là do chính sách nó cũng chưa có chiết khấu đủ, cho nên chờ thì đó là cũng vấn đề mình sẽ nắm rõ để biết rằng là như vậy thì về mình cũng trả lời với người lao động để cho họ an tâm. Mức đóng bảo hiểm xã hội, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khi thuộc trường hợp F1, F0, thủ tục khai báo đăng ký hồ sơ bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ ốm đau và chính sách hỗ trợ người lao động trong đại dịch COVID-19. Không chỉ dừng lại một lĩnh vực cụ thể mà tất cả các lĩnh vực mà doanh nghiệp đang gặp khó khăn, không chỉ liên quan tới thuế, hải quan, lao động hay là các lĩnh vực liên quan tới đầu tư xây dựng thì chúng tôi cũng sẽ có những cái hệ thống đối thoại, những cái chuyên đề chuyên ngành như vậy để giúp doanh nghiệp trong từng lĩnh vực mà có gặp khó khăn đều được các cơ sở ngành giải quyết những cái khó khăn vướng mắc của mình. Thành phố Hồ Chí Minh xác định năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn GDP đạt 6-6,5%. Những chuyên đề đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền sẽ là kênh giúp cho doanh nghiệp được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiệu quả. Sau đây là phần điểm lại các thông tin trên các trang báo Việt Nam và quốc tế trong 24 giờ qua. Việt Nam là điểm đến tiềm năng để đầu tư vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là tiêu đề bài báo đăng tải trên trang mạng Zoya chuyên về các vấn đề kinh tế tài chính của Trung Đông. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, Việt Nam tự hào có công suất lắp đặt điện mặt trời cao nhất Đông Nam Á, tạo ra 16.500 MW vào cuối năm 2020. Việt Nam cũng nằm trong top 10 thế giới về công suất lắp đặt điện mặt trời lớn nhất trong năm. Theo ông Dominic Scriven, Chủ tịch Quỹ đầu tư Dragon Capital, Việt Nam là cái tên đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài nhờ thành công trong chương trình tiêm chủng COVID-19, nâng cao năng lực cạnh tranh, ổn định chính trị và chính sách đầu tư thông thoáng. Trang Việt Nam Briefing thì nhận định ngành công nghiệp dược phẩm của Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn ở châu Á. Nhờ vào sự gia tăng dân số, cải thiện thu nhập, tốc độ đô thị hóa và điều kiện môi trường ngày càng tăng, theo công ty nghiên cứu thị trường IBM, quy mô của ngành dược Việt Nam có thể đạt 16,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Bài viết cũng phân tích những cơ hội đối với các công ty dược phẩm nước ngoài khi tham gia vào giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng dược phẩm Việt Nam do chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh lớn trên thị trường. Trang Globe Newswire có trụ sở tại Mỹ đăng tải bài viết có tiêu đề "Tương lai tươi sáng cho thị trường blockchain Việt Nam". Bà Linh Hoàng, Giám đốc Binance khu vực Đông Nam Á nhận định Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia tiên phong trong ngành công nghiệp blockchain toàn cầu, đồng thời đánh giá tiềm năng của ngành công nghiệp này trong tương lai. Việt Nam đang nằm trong top 10 trên Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, vì có các dự án và sản phẩm blockchain thu hút sự chú ý từ cộng đồng thế giới. Trang Vietyo giới thiệu về cuốn sách dữ liệu 50 công ty niêm yết hàng đầu Việt Nam nửa đầu năm 2022. Cuốn sách cung cấp các thông tin cơ bản như vốn, số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, dữ liệu tài chính, thông tin về hoạt động kinh doanh của 50 công ty lớn hàng đầu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo giá trị vốn hóa thị trường. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cung cấp nhiều dữ liệu cần thiết cho việc đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản của ngư dân Việt Nam để hướng tới nghề cá bền vững. Biến nhà máy cũ thành không gian sáng tạo, mang lại lợi ích cho người dân và góp phần đưa Hà Nội tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo trên thế giới.
tiếp tục bản tin với các thông tin phòng chống dịch COVID-19. Số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 hôm qua giảm mạnh. Tổng số ca ghi nhận trong ngày là hơn 80.800 ca. Như vậy là giảm gần 5.000 ca so với hôm kia. Số ca tử vong cũng giảm xuống còn 39 trường hợp. Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu, nhưng số ca nhiễm đã giảm xuống còn hơn 8.000 ca. Địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bắc Giang, giảm hơn 1.300 ca. Bộ Y tế chiều qua vừa công bố hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đó là Moderna và Pfizer. Không tiêm trộn hai loại vaccine này cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tập huấn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vào chiều ngày 31 tháng 3. Đến nay, cả nước đã tiêm trên 206 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, tỷ lệ tiêm mũi 1 với nhóm trên 18 tuổi là 100%, mũi 2 là 99%. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, hiện tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 tương ứng là 99% và 94%. Chuyển sang thông tin khác, ngày 1 tháng 4 là kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam. Lực lượng gồm nhiều cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng vừa khảo sát, đánh giá thực tế hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản của ngư dân Việt Nam tại những vùng biển giáp xanh giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Không còn chống đối, ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu, ngư dân thay đổi tích cực là những điều kiện tốt để mục tiêu giảm dần và tiến tới chấm dứt vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Cảnh sát biển Việt Nam đang tuần tra kiểm tra kiểm soát trên vùng biển Việt Nam, yêu cầu tàu KG94363TS dừng máy, thả trôi để chúng tôi tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật. Không chỉ kiểm tra trực tiếp tàu cá này, lực lượng làm nhiệm vụ còn tìm hiểu thêm các thông tin về những tàu cá khác cùng hoạt động để xem có hay không những tàu có ý định xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đó là cách thức để có được hiệu quả trong việc ngăn chặn vi phạm của ngư dân trên biển. Đi sang vùng biển nước ngoài là vi phạm pháp luật, nên chúng tôi không có đánh bắt sang vùng biển nước ngoài nữa trong vòng mấy năm nay trở lại đây. Nắm những cái thông tin của các tàu cá có xu hướng và gửi về các cơ quan chức năng như là biên phòng rồi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để chúng tôi có các biện pháp gọi các chủ ghe về các tàu cá vi phạm đó để không cho bà con đánh bắt cá trái phép. Gần 10 tàu cảnh sát biển, kiểm ngư hiện đang được bố trí dọc đường phân định ở những vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia để chắc chắn rằng có ít nhất tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó là việc phát tờ rơi phổ biến quy định cụ thể về vùng biển đến hơn 3.500 ngư dân đang làm việc trên 400 tàu thuyền. Tôi đánh giá là công chí đã có những cái sáng kiến nhất định để chỉ đạo từng vùng, từng tàu và phối kết hợp được với cả lực lượng biên phòng. Cùng lúc trên biển là hoạt động của tàu tuần tra, còn ven bờ là lực lượng biên phòng giám sát nhắc nhở. Duy trì liên tục hoạt động này, mặc dù tốn kém cả về nhân lực lẫn phương tiện, thiết bị. Nhưng lúc này, trước khi trông chờ vào ý thức chấp hành của ngư dân, thì đây vẫn là cách tối ưu nhất cho mục tiêu chấm dứt vi phạm đánh bắt khai thác thủy sản bất hợp pháp. Ngày 1 tháng 4, tại phố sách Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022. Sự kiện cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc. Năm nay, cả hai cuộc thi đều có nhiều sự đổi mới. Đối với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến, lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mở rộng cuộc thi về thành phần thí sinh tham gia là người Việt Nam ở nước ngoài từ 6 tuổi trở lên. Các thí sinh có thể xây dựng các video giới thiệu về những cuốn sách truyền cảm hứng, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực cho xã hội. Ngay từ ngày hôm nay, cổng tiếp nhận bài dự thi giới thiệu sách trực tuyến đã chính thức được mở cửa. Bài dự thi được gửi về ban tổ chức thông qua hai hình thức sau: gửi trực tuyến theo mẫu đăng ký tại địa chỉ đang hiển thị trên màn hình và qua đường bưu điện về địa chỉ Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2022. Và không chỉ phát triển văn hóa đọc, việc xây dựng các không gian sáng tạo cũng được đặc biệt quan tâm.
Tại Hà Nội, có 113 nhà máy sản xuất công nghiệp thuộc diện phải di rời ra khỏi nội đô, do các nhà máy này đã ngừng sản xuất hoặc gây ô nhiễm môi trường. Với những không gian nhà máy cũ, thay vì đập bỏ, nhiều ý tưởng về cải tạo nhà máy cũ thành không gian sáng tạo đã ra đời, mang lại lợi ích cho người dân và góp phần đưa Hà Nội tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo trên thế giới. Đây là Complex One, không gian sáng tạo được cải tạo từ nhà máy in công đoàn đã dừng hoạt động cách đây 12 năm. Nay nơi đây trở thành điểm dừng chân của các bạn trẻ, có thể thư giãn, sáng tạo, thoát khỏi những không gian chật chội trong thành phố. Thì mình sẽ không cảm thấy được những cái sự gò bó của cái sản xuất công nghiệp trước kia nó ở lại đây, mà nó đã biến đổi thành một không gian mới với những cái chức năng mới hoàn toàn khác. Mình chọn những cái góc để mình mở không gian, ví dụ như cái vườn ở phía đằng sau này thì hoặc là cái không gian phía đằng sau đấy thì hoàn toàn là mình mở ra, trả lại cái không gian cho tự nhiên, cho ánh sáng. Nhiều nhà máy cũ đã có thể trở thành không gian sáng tạo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chuẩn bị quỹ đất khoảng 450 hectare tại các khu công nghiệp để di rời các nhà máy ô nhiễm. Đây cũng là cơ hội vàng để xây dựng các không gian sáng tạo từ mặt bằng các khu công nghiệp cũ để lại. Hiện nay vẫn còn nhà máy thuốc lá Thăng Long, nhà máy cao su Sao Vàng thì vẫn còn, hay là nhà máy giày vải Thượng Đình vẫn còn, nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông vẫn còn. Thế thì trong các cái nhà máy đó thì cái không gian của nó đều rất là hấp dẫn, bởi vì thường là nó sẽ là các cái kiến trúc thấp tầng, một tầng hoặc ba tầng, có sân vườn, có sự kết nối giữa các khối nhà. Nhiều nhà máy có giá trị di sản công nghiệp là biểu tượng của thành phố trong từng thời kỳ phát triển. Nếu các nhà máy sau khi di rời lại xây chung cư sẽ rất chật chội cho nội đô, nhưng nếu là không gian công cộng sẽ rất có ích cho người dân. Nếu mà chuyển thành không gian sáng tạo thì chúng ta đạt được yếu tố là gì? Bảo tồn di sản, tạo ra đặc trưng của thành phố, duy trì lịch sử thành phố, duy trì các kết cấu lịch sử, vẫn tạo khả năng sinh lời của đất đai và công trình bằng cách là phát triển các cái dịch vụ sáng tạo và mở cơ hội vui chơi, thư giãn. Biến các nhà máy cũ thành không gian sáng tạo đã là cách làm không còn quá xa lạ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Song đây lại là ý tưởng mang đến cảm xúc đầy mới mẻ và hy vọng không nhỏ về một hướng đi đầy triển vọng cho một Hà Nội phát triển bền vững. Trong phần cuối của bản tin, như thường lệ, sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.